Hello, chào nhau trở lại kênh như con mobile mobile Việt và các bạn tiếp tục chiêm ngưỡng những màn bị tim bạn lùa chạy tụt quần. Ui da, đi lên màn đánh số anh em ơi. Henen và Cafeny, bộ đôi cực kỳ hổ báo, lại khỏe hơn mình với Alice đầu game. Chính ra chỉ có ôm thôi thì mới sống được, và thậm chí là có thể mình hơn đôi một tí cũng không ăn được bộ đôi kia từ điểm đầu và giữa game ấy nhé. Chính ra là chơi Slim trận đấu này đang hơi căng, vì vậy vẫn có thể ăn được. Mặc dù bên kia có Ken, có Helen và Cap, nhưng mình cũng có đồng đội anh em, cũng có hộ khỉ. Alice lết game là cực kỳ khó chịu. Enzo móc chúng mình là mình cũng hơi sợ, nhưng mà có cái chiêu 2 thì lại yên tâm nha, mùa lát tới rồi. Chơi luôn phóng giáo thần trưởng, bắn đưa yêu máu lụ mạng rồi đấy. Đầu game thì mình không ăn được thì hộ anh em nhé. Đó là cái cách duy nhất để giành chiến thắng ở những kèo mới đầu mà tôi định khỏe hơn, thì các bạn đi lên đồng hoặc là đi lên tốt nhé. Đã không chơi được thì sao vận hội. Ok, chơi anh em của đêm ngủ ngon nha, bởi tầm này xem clip của MOBA chắc chắn chỉ có thể là của đêm thôi. Mặc dù bây giờ Salim không có khỏe như trước, choáng không có lâu như trước, nhưng mà cái chương 1 vẫn cần phải tung thật chuẩn xác thì mình mới có nhiều lợi thế trong những pha bắn được anh em ơi. Đam của Cap vẫn là đam liên tục, vừa đi vừa bắn súng nhỏ rất là đau đấy, toàn thò mặt lên bắn thôi, không có ngán gì, mình đâu có ngán nhở. Mình có Alice choáng công nặng mà. Vì vậy bên kia còn cái bơm máu anh em ơi, có cỗ máy bơm máu. Anh ra mặc dù hiện tại mình hơn máu, sau đó thì mình được máu không phanh và yếu hơn Helen Cap thế thì rất là nhiều đấy. Ngộ khỉ tới rồi, chơi cũng có hụt thật tiêu anh em. Từ từ nha Ngộ ơi, bạn đấy lên cao rồi gõ. Hai Ngộ ơi, ôi bơm dưới kia thì sao mà đỡ đây. Choáng ơi, hai choáng kìa. Chơi khô Ngộ ơi, bởi cái kết nổ lên bạn đánh số anh em ơi. Mình luôn tốc biến nhanh là mình cũng lụt cái đầu, càng thiệt sự. Thôi về ăn đi thôi, thuộc đường rồi về nhanh. Có những trận đấu rất là ban căng khi mà gặp kèo chắc tay hơn, mà người ta vừa đánh chắc tay vừa kèo chắc tay thì thực sự là lợi hơn mình rất là nhiều. Thế ra mình phải đánh thật ôm anh em nhé, ôm trụ và bền bỉ chẳng sai. Không thể lên bản đánh số, vậy khi thời gian lên bản đánh số mình cũng pha được. Thời gian đó thì mình sẽ không có đồ nhanh và mình sẽ không có đam sớm, và đam muộn quá thì trận đấu kết thúc mất tiêu rồi anh em ơi. Mặc dù cầm tướng late game như Salim nhé. Hôm nay mình sẽ chơi phong cách xả đất cung cho Salim. Và cái này mình sẽ đứng xa bắn an toàn hơn, bởi ấn xả đất cung mà bật chung cuối lên đánh thường thì thực sự lực bắn từ xa và đang cực kỳ ổn anh em nhé. Bên kia có Ken, nhưng mà Ken chưa được ganh được gì. Ken gặp team mình đi chung cái này thì chỉ có tắt điện thôi, không dám thẳng mặt xa đâu. Nhưng thực phóng giáo hụt nhở. Giáo bây giờ có vẻ là một cái chiêu thức mà chúng ta cần phải nắn nót hơn, nhưng mà nắn nót chuẩn rồi chẳng có được bao lâu đâu anh em ơi. Giảm thời gian chẳng có chơi một thực sự ấy ấy đi rồi anh em ơi. Mày qua bạn ấy xài trước cuối không có được bị choáng, và người hay bạn đến sớm mới là Ken, chắc không cay đâu anh em nhở. Không áp lực AD thì bạn làm sao mà có cửa win được anh em nhở. Đấy, về với đồng đội luôn, chứ đi một mình là Ken hay là Enzo đều cho mình lên bản đến số mà không chạy luôn. Chứ đi chung với đồng đội, ta đi chung đánh D anh em ơi, không khỏe như anh em ta đông. Đấy, bạn kia thì cứ lao lên như một vị thần. Helen cứ nhìn thấy mình vác súng dí mình chạy thục quần anh em ơi. Nhiều khi thì cũng phải chạy thật, nhưng mà nhiều khi có đồng đội thì mình cứ thả thính nhé. Choáng thì thính AD các bạn, nhưng mà góc bắn của mình thực sự không được bắn anh em ơi. Đồng đội lên bản số nhanh quá. Đứng tìm máu mỏng đối mặt với Ken, khó thiệt sự. May là Ken chưa tỏa sáng nhé. Choáng, ui là choáng hụt, không ăn được, không ăn được. Nhưng mà ăn được anh em ơi. Ăn được, không còn bơm máu, hết bơm máu rồi. Đấy, đồng đội mà lên thì mình vẫn cố gắng theo bắn phía sau, chứ
thứ chơi AD mặc dù tính lấy game thật đấy, nhưng mà nếu mà đồng đội lên mình không lên bắn thì thực sự sẽ bị trừ cho to đầu anh em ơi. Cố bắn qua đấy cứ tung lại được trái thơm. Ok, phía dưới kia đẩy trụ lên anh em ơi, để kiểm soát cái công xe xa. Khi team mình có xe xa thì mình sẽ chơi một trận đấu nhé. Các bạn mặc dù đánh rất là báo, rất là hổ báo anh em ơi, với chất tướng của Helen và Katani đầu game, nhưng mà hiện tại thì mình mới là người đang có lợi thế nhé. Về cái thứ trụ thì mình có trụ ở giữa rồi đấy, lính thì đang để cao hơn và chắc chắn rồi thì mình sẽ có cái sự chủ động trong kiểu nhé ấy. Bày quá anh em ơi, đúng là gặp kênh không có tốc biến thì phải có chơi hai, và nhiều khi là phải có cả hai thì mới chạy được anh em nhé. Ok, anh em chưa like clip của MOBA thì nhớ like clip ủng hộ MOBA nhé. Và các bạn chuyển vào click cho game thì nhớ lên shop MOBA Việt ủng hộ MOBA. Như là shop của mình hoạt động 7 năm rồi, cái thời gian đã chứng minh cái độ uy tín. Suốt 7 năm, 8 năm chơi game của MOBA, nick giá cực kỳ rẻ và đang có nhiều chương trình khuyến mãi nhân dịp hè 2024 anh em nhé. Thanh lý app này, khuyến mãi nạp thẻ này, khuyến mãi quân huy này, click theo cầu, click ghét này, nhiều loại click cực kỳ anh em ơi, thử vận may đều có trên shop của MOBA anh em nhé. Ở link shop thì các bạn có thể vô phần comment game, các bạn copy tên shop, ấn vô trình duyệt. Kết quả đầu tiên sẽ là link shop của MOBA anh em nhé. Và các bạn có thể chắc cú hơn là lên kênh của mình những clip mà 2023 ấy. Vô phần mô tả clip, ấn vô link, hồi đó thì để link được. Bây giờ thì không được để link em ơi, bởi vì link bây giờ sẽ bị YouTube cho ăn gậy. Mình cũng bị gõ mấy gậy rồi, thế là không có dám để link nữa anh em ơi, chắc là an toàn đấy. Thì bạn mặc dù đang thua thế trụ nhưng mà chất tướng hổ báo hơn, nhưng vẫn đang ép như mình, mặc dù ép cũng chẳng ép được thì ăn được cái sự là hổ báo thôi, kéo máu ấy ghê thiệt. Nhìn kê là mình chạy luôn anh em ơi. Tôi đem thấp thấp nha, mình không dám lên cao đâu, Alice đã biến về rồi. Kênh thì dính dập ở đây, hình như chương 2 của tôi đem vừa dính trúng kênh đấy, khiến kênh được yếu yếu máu rồi. Như vậy kênh đâu có dính đâu, trúng đâu anh em ơi. Ngoài ra phải đẩy tính bắt thu đát nha, chứ bắt mình cái đầu luôn phải đấy đấy, với hết tốc biến anh em ơi. Thế là hết tốc biến phải dính chương 2 nhé, không để cái auto combo là ném với một nhảy chấm hai lên đâu anh em ơi. Kìa đây nhà cũng choáng mới ảo, giải chạy mất tiêu. Tình hình chúng ta cần đi chụp đánh D, và chỉ có thế thì mới phát huy được lợi thế là team bạn có kênh. Thì bạn có kênh mình đi trong hành D rất là lợi nhé. Thì mình tách ra là kênh sẽ bắt đấy anh em ơi. Hay cấu rỉa đi bạn ơi. Ấy kênh thì mày quá anh em ơi. Thì rồi bắn, ôi tôi lưu đến sao phóng cho mũi chúng này. Chúng thì tất nhiên là lao lên bắn rồi. Bây giờ thời gian choáng là khá là ít, thời gian mình phải ấy và tốc biến bạn ơi. Thế ra mình phải đánh chuẩn nhé, và đánh cẩn thận giữ chiêu, đặc biệt là cái chiêu 2 anh em ơi. Đấy, những lúc mà tôi lịch trong chiêu tính kết thúc mình ý, mình nuôi về an toàn, mình nhảy sang cái hướng khác, đấy được hết chiêu và ao nhây được tấn địch. Ok, mọi người nhớ comment mình tiếng tiếp theo để mô việc chơi nhé. Trong clip tầm này chắc chắn chỉ có thể là anh em cùng lên thôi. Cũng chúc anh em cùng lên ngủ ngon và ngon thì ngày mai mới có sức khỏe cho anh em ơi. Cứ thức nghiệp và thức tốt nhé. Mà xem clip từ MOBA mà tầm 12 giờ rồi thì thôi anh em ngủ đi, đừng vội quá anh em ơi, sao đến 1 giờ lại mệt mỏi anh em nhé. Đấy, ui anh em ơi, tôi thấy chiếu máu thôi, thực sự là quá ban căng. Bây giờ thì mình hơn mạng rất nhiều, cái lính cũng tốt hơn, nhưng mà những cái pha mà team bạn lao ra là cực kỳ nguy hiểm anh em ơi, từ vị trí của Ken. Kìa Alice ơi, farm chi nữa bạn.
ấy 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 được bán, được bán bật sẵn cung và bán thôi. Tính bắt mình em ơi, không có được đâu nha. Nói chung là con này giữ vị trí cũng khá đơn giản bởi có cái chiêu tăng tốc chạy, chiêu nhảy mà auto các bạn thường cầm tốc biến. Quan trọng nhất trên thời điểm đó là farm tốt thời điểm đầu game để được bắn thời điểm giữa game và cuối game thôi. Đặc biệt con này là farm cũng không quá nhanh, cần thời gian để lớn em ơi, và khi lớn rồi thì thỏ sẽ hóa quái vật thì xin kim lại em ơi. Ok, nhưng mà mình chưa kịp hủy diệt gì thì kim bạn đã bay màu rồi. Có lẽ thì 1, 2 người ra, 3 người ra. Không thủ được đâu nha em ơi. Mình bắn này. Đấy. Đợt lính vô là end game luôn nha. Mất mít, mất AD rồi. Không thủ được sự. Ok, video của mình đến đây hết. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại tiếp theo. Bye bye.